Ủa em gọi mà phòng bên anh không vậy? cái chị mà em chỉ làm lông mày xuống cái gội đầu đó phải không? Phải em mà, chị nhớ em mà, nhớ em gọi mà. Liên ở lại hay là không về đó? Dạ là Kem kìa. Tất cả là một càng khó to hơn. Uống ly rồi sáng nhỉ? Ở đâu rồi ta? Chị nó bắt mắt. Chị này công nhận tim cầm lén khác vậy sợ. Chị chỉnh lại xíu cho bà mà thấy đẹp hẳn ra luôn. Hiện cũng bị cái bọng mắt nữa. Không, mà tim lắng hết đó, nhưng mà cái dòng để cái dòng nó nhiều tiền quá. Không, cắt không hết đâu. Chị dùng bác sĩ nói đó, không hết mà. Nay là chị không làm đó, chứ không là kêu mình làm rồi. Cái nó không phải bị hổm cái nó. Bị sưng cái phần nó lên, còn cái phần kia hổm. Này nhìn có cái hàng đó. Em kêu là chắc nhà đi chơi rồi đi chụp hình chụp đồ đi, chứ em kêu nó bị khủng rồi đang mới ăn gọi ấy. Dụ chi đấy. Là răng. Là răng không hiểu. Cả nhà em đi chơi. Cả nhà đi chơi xong rồi đi tắm biển tắm đồ chứ kìa thì cất điện thoại không ai nghe máy. Gọi cha nhà em này, chị dâu em này, anh nhà em này, cháu nhà em này, gọi cả nhà không ai nghe máy. Rồi em mới kêu đi chắc nhà đi tắm cất điện thoại đồ chứ kìa. Đi kêu lớn rồi chứ đâu phải có nít đâu mà tự dưng không thèm gọi người ta một tiếng rồi đến em đi kêu. Lúc gọi điện em vào buổi sáng cách móc đấy chị. Mà ông nói là gì? Ông anh rể. Ông là lấy chị đầu nhà em. Gọi điện sao gì gọi điện. À là tìm tìm mấy người không ra đó. Gọi được thì em kêu đi, em có đi đâu em biết. Tự nhiên em trong Đà Nẵng cũng gọi em khàn nữa. Cứ sống cho đi. Có chi nói thật cho anh biết thì cái giấu rồi từ nhà bị chi gì kìa. Cứ gọi cả buổi sáng nữa đó. Cha chị sẽ bằng nước muối. Nói ai đấy? Khách à? Nát là một miếng hả? Tìm cái
cầm biết tím nhiều không? Chắc tím ra thôi chứ không tím nhiều. Phúc là khoảng bao lâu là thấy được ta? Phúc và hầu nét là chị tiêm xong em bao lâu là thấy tím? Mồ, lúc đó chị nhớ thấy sơ sơ liền rồi mà. À đúng rồi. À, máy em ý là em nhắn tin Zalo, quên Facebook cho chị được không? Em nhắn mà những cái gì chị chốt là chị ok. Hả? Ý là em gửi qua cái Facebook là Loan Nguyễn cho chị luôn với. Chị có nhắn bên đó rồi đó. Dạ. Thì giờ chị nhắn lại đi chị chấm phút chấm đi ạ, bên em cho chị xem á. Ok ok ok. Em vô luôn này. Alo. Dạ alo, dạ chị ơi. Dạ cho em hỏi là cỡ một giờ sáng này mình có lấy mụn không? Có, em làm luôn trưa. Dạ dạ dạ, vậy có gì một giờ sáng qua lấy nha. Ok ok. Dạ dạ dạ. Cái tay chị nó vừa rồi tim, thay nó tím đen, thui thù lù luôn. Bên đen đẹp vậy sao?